phải đối mặt với các nguy cơ ô nhiễm cực kỳ cao từ môi trường bên ngoài, đến từ hạt bụi siêu mịn, tia cực tím hay từ bụi vàng. Những tác nhân gây ô nhiễm từ môi trường bên ngoài này hủy hoại làn da bạn như thế nào? Nếu không được bảo vệ cẩn thận trước môi trường ô nhiễm độc hại, lớp màng bảo vệ da cũng có thể bị hư tổn, gây ra tình trạng viêm da và ngứa rát. Lớp màng bảo vệ da chính là hàng phòng ngự đầu tiên của làn da bạn. Tại sao lớp màng bảo vệ da bị hư tổn? Nếu độ pH của da không được cân bằng, làn da bạn sẽ trở nên nhạy cảm, tạo điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập. Khi các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên có trong tế bào biểu bì không được sinh sản đủ, lớp màng bảo vệ da sẽ trở nên yếu dần, bị hư tổn, gây ra khô da. Ngoài ra, các tác nhân gây hại từ bên ngoài cũng làm tăng lượng oxy hoạt tính bên trong da, khiến cho tế bào collagen bị phân hủy, ngăn cản quá trình tổng hợp chất, hình thành nhiều nếp nhăn, giảm độ đàn hồi da và làm da đen sạm hơn. Kem chống nắng Artistry Phyto UV Protect là sự kết hợp hoàn hảo từ các dưỡng chất thực vật Tutrilite cùng với công nghệ hiện đại của Artistry, mang đến sức mạnh bảo vệ vượt trội trước mọi tác nhân gây hại từ môi trường. Kem chống nắng Artistry Phyto UV Protect áp dụng công nghệ hiện đại, phân tích dưỡng chất thực vật từng phần Tutrilite, giúp nâng cao khả năng chống oxy hóa lên đến 8 giờ. Ngoài ra, phức hợp 6 loại thực vật có nguồn gốc từ vùng Siberia có tác dụng bảo vệ da hiệu quả trước mọi tác nhân gây hại từ môi trường. Tinh chất hoa cúc vàng độc quyền từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Amway Châu Á sẽ mang đến cảm giác dịu mát, thư giãn cho da tức thì sau khi tiếp xúc với môi trường độc hại trong thời gian dài. Hãy để làn da bạn được bảo vệ tối ưu cùng với kem chống nắng Artistry Phyto UV Protect. Artistry